Hello, it's me. What's up, năm trăm anh em? Chào mừng năm trăm anh em quay trở lại với channel mình là Picky. Thì ok, hôm nay chúng ta đến với một phần trực cũ mang tên Survival. Thì mình đang trong quá trình đập bể này, do là nó không thành công. Vì sau kiểu 2 đêm mình đứng đấy không thấy có gì cả. Và mình cũng đang chuyển sang chế độ hot rồi, mà nó cũng không có gì. Đó thì mình đã sẽ đập vỡ này đi và chắc là xây một cái khác ở chỗ này. Một cái gì đó rất là to luôn. Và đó là dự định của mình. Và sau cái hôm nay đáng ra mình không nên quay video đâu. Hôm nay mình hơi mệt một tí. Nhưng mà sau một hồi nghĩ thì mình cũng nên quay video. Vì mình định quay là kiểu như là video này ấy. Thì mình định nói cho các bạn là mình định thay đổi Minecraft. Mình sẽ chơi theo kiểu mod nhưng mà nó không hề có mod trong này cả. Đó, mà mình sẽ làm những cái thứ điên rồ ngoài. Tin mình nha. Gọi là thay đổi Minecraft. Minecraft theo phiên bản mới á. Đó. Ok, thì mình sẽ dùng thì trong giữa thì có thể mình sẽ đi đào thêm redstone này hay là làm gì đó. Đào redstone và đào một số thứ để chuẩn bị. Hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ một là đi tìm nhan thạch. Mình nghĩ là nên mình sẽ đi tìm nhan thạch. Hoặc là đi tìm cái gì cũng được. Nếu có nhan thạch thì rất là tốt luôn. À không, không tốt đâu nhan thạch. Chắc là trong giai tầm mình sẽ có thể đi đào kim cương cũng được. Nhưng mà đào kim cương hơi khó các bạn ạ. Mình có thật là kim cương hơi khó. Tại mình muốn đi vào địa ngục. Mình có thật là kim cương hơi bị khó ấy. Damn it. Thì mình sẽ phá rỡ sao. Thì mình đang ở chế độ hot ấy. Chắc là cái khoản đá kia mình cũng chưa đi xuống được. Con pig kìa. Kệ mẹ nó đi. Có trứng kìa. Trứng mẹ mình không biết mình lấy làm gì luôn. Cứ lấy đi. Ra thu hoạch một ít lúa ha. Trong người mình đang có một con lúa. Ok, hai luôn. Cũng cho gà ăn được nữa. Thôi chồng đi. Chồng ăn mình là Việt Nam ấy, mình ăn đấy không, mình ăn nhẹ thôi, ăn bằng bột mì thôi chứ không chơi sang ăn thịt gà. Thế là chồng đổi mới Minecraft này. Bây giờ mình sẽ đi tìm, hoặc là mình sẽ đi lên núi, mà mình kiểu tạo một cái sông ấy, rồi xây thủy điện đấy. Đây có sông này nhưng mà sông này thì không đủ to, phải đào hơi nhiều ấy. Đó thì anh em sẽ ta xây thủy điện, tin mình nghe. Chúng ta sẽ bắt đầu xây thủy điện. Vậy đào này đã. Chúng ta sẽ xây thủy điện. Thủy điện awesome. Chúng ta tí tận đây. Tốt, thế là tốt. Thôi mình sẽ xây một cái căn cứ to đùng rồi. Tất nhiên sẽ không ở trên sa mạc vì sa mạc nó vớ vẩn lắm. Mình sẽ phải chỉnh chế độ này chứ thế này chết mình mất. Setting, anh em đợi một tí. đào năm mùa. Thế mình mà mình cứ tưởng ở ấy con. Thế là mình cứ tưởng đang ở hot thôi. Ok, thì bây giờ đi chế tạo một cái xô để mình đi múc nước. Rồi đổ nước, rồi lại múc nước, rồi lại đổ nước. Cái này rửa sau đi. Đi. Nào chúng ta cùng đi. Chắc mình sẽ ở cái căn nhà này hơi bị lâu một tí rồi mình mới sẽ sang căn cứ được, căn cứ hơi to. Chơi luôn một sảnh sắt đi. Nhà thử điều kiện. Sảnh sắt với cả một cái thiếu. Đi ra đào nào anh em. Đồ. Anh ơi, đào ở chỗ này đi. Mình sẽ dọn hết cái đống này. Đó, đây mình phải dọn.
Ừ, đúng rồi, chúng ta dùng để làm cái bánh chim này. Hơi chật tí nữa. Có thể ra còn mình sẽ đào thêm sắt này hay là làm gì gì đó, ok. Hoặc là làm một số thứ. Đã đu zombie rồi anh em. Đấy, và tiếp tục công việc đào. Có thể mình sẽ chỗ này là phải đi tìm người đâu rồi. Ok, thì anh em đợi mình một chút đã, ok. 2000 years later. Ok, từ nãy giờ mình đã đào được cũng khá khá, cũng được, không đến nỗi kiểu là tệ lắm, cũng đào được khá khá các bạn. Nhưng mà chắc là trong hai tập thì mình vẫn sẽ làm nhiều hơn để làm được thủy điện ở chỗ này. Thủy điện mình nghĩ là mình sẽ tính là kiểu như nó từ đây này, từ cả hai cái chỗ này rồi, kiểu chỗ này là đập cân nước ấy, cái chỗ mình mở rộng này sẽ là đập cân nước ở chỗ này khá khá rộng ấy, đập cân nước ở chỗ này xong rồi hiểu đâu nó, mình không biết nó ra làm, mình phải lên trên mạng kiểu tham khảo cách xây thủy điện thôi. Đó thì anh em, à, mình xây, mình đã bảo như là đó về nước, mình sẽ làm ba cái sẻ, đây là mình đã dùng đến cái sẻ thứ hai rồi. Đạo không biết được nhiều thời gian đâu. Ok, thì sẽ đào một chút chỗ này. Đấy, thì đào chỗ này. Và trong thời gian tập thì mình sẽ đi đào, nếu mà rảnh mình sẽ đi đào redstone các thứ các thứ, và được ban mình thì mình sẽ quay lại phải để cho anh xem, ok. Ok, sẽ lấp lại nghĩa cháu. Mình ấy nó tự ấy luôn. Đó. Ở trong thời gian dài tập thì mình sẽ mở rộng thêm. Và nếu mà được thì mình sẽ xây luôn thủy điện thì chắc là được thôi. Anh em hãy tin mình. Mình thề là cái dự án này mình sẽ thành công. Để mình, nếu mà xong mình còn xây được căn cứ điện thoại nữa. Đó, nước à, ok, chắc là tập này mình sẽ dừng tại đây thôi. Và chắc có và bye bye anh em. Nếu anh em chưa subscribe thì hãy subscribe cho channel của mình. Nếu mà anh em subscribe thì nhớ like và share video này. Ok, bye bye anh em.